Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi hữu bộ xin chào các anh em. Ok con ạ, thì hôm nay là ngày mùng 10 ấy, thì quê mình ấy có cái tục gọi là ăn Tết lại, thì mời khách đến. Thì hôm nay ấy, thì mình nhân tiện thì mình sẽ quay xem là cho mọi người thấy là cái Tết lại ở nhà mình sẽ làm những cái gì con ạ. Nhưng mà hôm nay thì mình thực sự là mình dậy rất là sớm, hiện tại là đang hơn 6 giờ sáng, bởi vì hôm nay cũng là ngày gọi là vía thần tài ấy, nên là mình dậy sớm để mình thắp hương với cái khung giờ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng mọi người ạ. Thì hiện tại ấy, là ở đây thì mình và em mình đã chuẩn bị hết đồ cho mình rồi, bây giờ mình chỉ việc lên thắp hương thôi. Thực sự là thời tiết hiện tại là rất là lạnh, kiểu lại còn mưa phùn nữa. Đó, mưa phùn nữa nên là mình lại dậy từ sáng đi lóc cóc lên quán, nên là nó rất là lạnh các bạn ạ. Đây là đồ mẹ và em gái mình đã chuẩn bị cho này con này. Ở đây gồm thịt này, thịt luộc này, rồi trứng này, xôi. Đó, tiền vàng, hoa quả, sầu cau. Tôm hùm, nói chung mà của ít nhưng mà lòng thành nhiều mọi người ạ. Thì hôm nay ấy, thì chắc là mình thắp hương xong thì khi mà mình về ấy, mình về thì chắc là cũng làm kiểu cũng làm Tết để chuẩn bị đón khách ấy con. Đó, thì ở đây thì hôm nay là ngày gọi là vía thần tài, thì đây là mình có chuẩn bị một bát nước với cả những cái cánh hoa này. Thì ở đây mình sẽ thả một nò 500 vào, gọi là để tiền này, cái đồng 500 này thì mình không tiêu nha con nha. Đó, mình sẽ ngâm ở đây để mình thắp hương này. Đó, và đây là gọi là một chỉ vàng, nói chung là ngày vía thần tài thì người ta sẽ đi mua vàng để xin vía ấy con ạ. Đó. Sao anh thả đây luôn? Không, ở đây chứ. Đó. Mà bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương nha mọi người nha. À đâu? Chị. Còn cả cà phê nữa. Cà phê sắp được rồi ạ. Đây mình đi lấy nốt cà phê nha mọi người nha. Đó, đây là mình đã chuẩn bị xong cà phê này. Bởi vì cái ban cái khê hơi bị nhỏ nên là mình là cái khê là bị cái khê đục này. Hôm nay thì gọi là có Mạnh lên sớm cùng mình, thực sự là không có ai quay cùng hoặc là quay hộ mình luôn rồi, chỉ có Mạnh thôi. Thì mình nhờ Mạnh lên quay buổi sáng giúp ấy. Bởi vì chỉ có khung giờ sáng 5 đến 7 giờ ấy, nên là mình phải tranh thủ. Chứ còn cái giờ mà 11 giờ trưa nữa thì khách đến ăn Tết lại mất rồi thì mình lại không đi được, nên là mình chọn 5 giờ sáng, mặc dù dậy sớm hơi vất vả một tí mọi người ạ. Mình là đã thắp hương ngày gọi là thắp hương xin vía ngày thần tài xong ấy, thì đợi gọi là hết hương thì mình sẽ xin lễ và mình đi về để chuẩn bị gọi là cỗ tết lại, thì gọi là cỗ ở nhà nha mọi người nha. Thì cái văn khấn thần tài ngày vía thần tài thì mình lại phải đọc nên là nó kiểu hơi bị chậm một chút, bởi vì bình thường ấy mình có một bài văn khấn ngày lễ hoặc là mùng 1 những hôm rằm thứ khác, còn hôm nay khác nên là nó hơi lâu một chút. Thì hiện tại là mình đã thắp hương xong rồi, thì đợi gọi là
bức hương xin lễ và mình đi về để mình quay cho mọi người xem là ở nhà mình ý, thì Tết lại sẽ chuẩn bị những gì và nó diễn ra như thế nào nha các con nha. Đây mọi người ạ, thì đây là cái cảnh mà gọi là vừa mới ngủ dậy này, trời lạnh, ối giời, đầu này là gọi là đầu gì này? Suzukun. Suzukun à? Thì hiện tại thì kia chắc là mẹ mình đang nấu nồi xương hay cái gì đó. Thì ở đây là hai con gà luộc đây, hai gà luộc, đây là gà này luộc để thắp hương với cả ăn gọi là món riêng. Nói chung là cũng khá nhiều món ấy. Còn bên này hôm nay ấy, có cái món mà anh như mình chủ đạo được ấy, thì đó chính là cái món gọi là món gà trọi các bạn ạ. Gà trọi hai con để như mình sẽ đem đi để lọc thịt ra xào lăn các kiểu nha các bạn nha. Cái gì đây? Cái gì đấy? Ấy à. Đấy. Vào để trọi với nó mà. Có thấy trọi với nó đâu. Ui giời ơi. Thằng này giờ giữ gà không chặt rồi. Đó, em bắt lốt con kia ra xong rồi nhưng mình sẽ đem đi cắt tiết và làm thịt hai con gà trọi này. Con này hình như to hơn đấy, con này phải hơn 3 cân đấy nhở. Em nhấc lên, đường ra bên này. Giờ mới có tầm hơn 7 giờ sáng này, hơn 7 giờ sáng mà anh em đã phải dậy để thịt gà rồi con ạ. Đây, bây giờ mới có 7 giờ 26 này. Đây. Anh nhìn thấy con gà này đẹp phết. Con này nhìn kiểu long lá. Nhưng mà chân hơi vàng. Đúng không? Vâng, chân hơi vàng. Phía chân vàng ấy. Phía chân vàng. Ơ thật mà. Đó, đây là con này. Con này rất là to luôn. Đó. Giờ anh em mình sẽ đi gọi là làm thịt hai con gà này để anh em mình lọc ra rồi anh em mình xào lăn các kiểu nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, anh em mình đã gọi là cắt tết xong rồi thì bây giờ anh em sẽ làm lông. Không biết là sáng vừa mới sáng ra thì Cương với Đại đã được tí gì ăn sáng chưa nhỉ? Em được tí cháo chó. Anh dạo này còn ăn cả món đấy à? Vừa ra đường ấy cháo chó. Sợ cháo chó cơm chứ? Quên cơm chó. Nói chung là mấy cái món này anh em mình chủ đạo tạm, còn mấy món khác thì mẹ mình nấu đó, nên là anh em mình làm xong mấy món này chắc là cũng kiếm cái gì ăn sáng ấy cho đỡ đói. Đây nha các bạn nha, đây là gà trọi này. Nói chung là nó kiểu cũng không phải là gà trọi xịn thật đâu. Nó kiểu nó gọi Cương gọi là gà gì nhỉ? Gà đỏ. Gà không phải là trọi, gà lông một à? Là lông một hay là lông gì đấy, hôm mà Cương bảo mình là... con này gọi là đánh không được hay cho lắm. Nói chung là gà này là gà anh mình sẽ lọc hết thịt của nó ra để xáo lăn ấy. Đó, vì cái ngày gọi là Tết lại quê mình là mùng 10 ấy, nên là kiểu phải dậy rất là sớm để làm cỗ để khách buổi trưa đến hoặc là buổi tối đến để còn gọi là lưng ly chúc mừng năm mới các bạn ạ. Trên này thì phong tục là như vậy, cứ đến hết 22 à, mùng 22, mùng 23 gì đấy thì mới hết Tết nhỉ. Chứ không phải là kiểu chỉ có 3 ngày Tết xong là hết Tết rồi các bạn ạ. Trên em hết lâu nhỉ? Hết lâu. Hết lâu rồi mà sáng 11 mới xuống. À, không, em còn phải đi cưới. Không biết là Cương nó nói thật hay không á. Ừ, em Cương, bí mạ Cương chắc cấy ở đâu ấy chứ cả. Đi tiêm nữa. Tiêm. Rồi, đây là công đoạn lọc gà mọi người ạ. Mình không biết lọc lắm đâu nhưng mà cứ lọc nó xương ra xương, thịt ra thịt thì chắc là cũng được. Gà nhìn ngon vậy. Đỏ như thịt trâu. Cương biết học quả lọc gà này từ ai? Nhìn mình điêu luyện ghê. Điêu luyện cái gì? Không biết lọc đâu. Mày vẫn đi xong một cái này. Nó ghê. Cái con gà nó dai mà. Quay sang bên này tí xem kỹ năng nào. Năng đồng đoàn. Đồng đoàn à? Chọi kiểu gân hơi dai nhỉ? Gân dai. Không cắt đứt được. Được.
chuyên nghiệp quá. Đây à, cứng lắm. Đây phải lọc đến tầm gần chiều mới xong mọi người ạ. Đúng cái tốc độ lọc như này. Đây là cái cánh này. Gần chục phút được cái cánh này thì chắc là chiều tối mới xào được. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ lọc một lốt con gà ra rồi mang thái rồi xào luôn mọi người nha. May quá mọi người ạ, mình mỏi hết cái tay. Tại con gà này nó dai chứ không phải là tại mình trình độ yếu đâu. Nói chung là mày có anh em hỗ trợ mỗi anh em một tí. Đây này, bên này mỗi anh em một con này. Rồi bên này là anh em hôm nay vào bếp như là toàn gọi là đàn ông rồi con ạ. Thiếu nữ dâu dài. Không phải chân dài, đấy là dâu dài. Nói chung là anh em mình thì không có kỹ thuật lọc gà cho lắm nên là phải anh em hỗ trợ như này này. Không được một mình thì chắc là đúng như cương là phải 7-7-49 tiếng xong mới xong mới có món được cái món gọi là gà 6 lăn này. Cái này không phải là chuyên nghiệp. Quay nhiệm vụ. À? Không phải anh em mình không phải là chuyên nghiệp lọc gà nên là lọc trợ. Chứ còn gì nữa. Với lại phải hỗ trợ. Ui giời. Cương lọc cái này chắc khác gì tập gym. Nếu mà chuyên nghiệp thì nói chuyện gì nữa. Thế thì nếu mà chuyên nghiệp thì anh mình sẽ không cần ai hỗ trợ hết đấy. Quay quay ra để anh nhìn thấy cái khớp. Hôm nay kiểu anh em vào bếp kiểu này là hôm nay chắc là sẽ có một bữa gọi là hết sức mình luôn. Mới lại giờ khách chưa đến anh em mình nọc giết thời gian đấy. Nói thật là hôm nay mình dậy từ 5:30 sáng để đi thắp hương xong rồi giờ làm những này. Bây giờ về tầm hơn 8 giờ rồi mà còn chưa xong gà. Nhưng mà hầu như là đồ là mẹ mình chuẩn bị gần xong hết rồi. Chỉ việc xào xáo nữa là xong thôi. Tức là mấy cái món xào đấy nữa là xong. Thì anh em mình lọc xong thì mình thái đem đi xào nữa là đã thách đến là đánh chén rồi mọi người ạ. Đây con ạ. Thì anh em đã lọc thịt ra thịt và xương ra xương đây rồi. Đây chỉ còn bộ xương không này. Đó. Còn đây là cái tảng thịt mà anh em mình đã lọc ra này. Nhìn rất là ngon luôn. Uầy. Nó kiểu tím tím như là thịt trâu ấy. Đó, bên này Cương đang thái nhỏ nhỏ ra để anh em mình chuẩn bị đem đi ướp và đợi khách đến là xào lên là đánh chén luôn. Món này nếu mà xào lăn thì thuộc dạng phê vãi trưởng luôn con ạ. Ngon những cái miếng thịt này. Uầy, nói chung là cái món này hơi kỳ công một tí nhưng mà đổi lại thì mọi người sẽ có một món ngon và lạ miệng trong ngày Tết nha con nha. Ui, cái riêng cái tầm mà lọc thì lâu luôn, thái nhanh lắm thì ạ. Thái chấp luôn. Thái thì không cần phải đến hai người nữa rồi. Riêng Cương hôm nay là nhận quả là một mình thái hết hai con gà trọi này luôn. Nhưng mà từ lúc mà anh đi thắp hương về thấy Cương có quả tóc thực sự là đỉnh luôn con ạ. Đấy, tóc đây là tóc kiểu vút vút, hơi vút chéo lại kiểu Mohican chéo. Đâu không phải đây Mohican mà đây là cái kiểu tóc kiểu vút nhọn nhọn lên xong bắt đầu hơi chéo chéo một tí. Đấy, chắc là hôm qua chắc là vừa ngủ vừa tạo kiểu hay sao đúng không? Hôm qua là trời mưa nó ẩm ẩm đi gội xong ướt thế ngủ ngửa đầu này chứ không phải là kiểu này đúng không? Mấy cái kiểu này lỗi thời lâu lắm rồi, bây giờ vớt nó không xuống nữa. Vậy ạ, anh em mình làm từ sáng giờ đã xong hết các thứ rồi mà các anh đến đầy đủ hết các thứ rồi. Đây đều đầy đủ đâu, thiếu. À vẫn hơi thiếu một chút. Là 40 mâm mà. Trong nhà kia 18 mâm, bên ngoài này ngồi 2 mâm, người này uống bia cho được nhiều thoáng không ạ? Bia gì ở trên kia? Rượu ở đây. Rượu ở sau này. Đâu? Thấy đâu? Nhòm nhòm qua đây đi. Đấy, to đùng như kìa mọi người ạ. Hơn 80 lít. Đấy được rồi. Đấy mình nói chung là từ nãy mình mới phét ấy. Thì anh em mình làm mỗi gà thôi còn các bác làm ăn đồ ăn đấy. Đây các bác đi vào đây và đây cháu lại ngồi đâu rồi. Nhiều bia không? Bia toàn bia thôi. Cả hai đi. Hôm nay là gọi là cái Tết lại ở quê mình ấy con ạ. Thì hôm nay là rất là vinh dự được em gọi là tình tưng trở về từ gọi là đất tiếp giáp với cả Trung Quốc. Gọi là có một cái gì đấy gọi là cực kỳ kiểu
quý trọng ấy các bạn ạ. Nó phải đi từ giáp Trung Quốc mà về đây trông quý hình ở Lào Cai, Hà Giang gì đấy. Lào Cai ạ. Đó là thì hôm nay là một bữa gọi là Tết lại kiểu như là Tết truyền thống ở Sóc Sơn. Thì cảm ơn tất cả anh em đã đến chúc Tết gia đình. Anh ơi. Ok. Anh em. Chào sức khỏe. Mình mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Cương ấy như vừa lẽ là nó nói điêu hay sao ấy. Ở đây thì rượu với bia thì không thể thiếu này. Rồi cái món, những cái món này hầu như là Tết ở đâu cũng có. Thì hôm nay là Cương có nhận là Cương làm cái món thịt gà. Nhưng mà thực ra vẫn đang ngồi ở đây thì một lát nữa mà bia gà ra thì chắc chắn là không phải Cương làm rồi. Cương thì từ nãy giờ hình như là toàn chém gió rồi. Thì cái, những cái món ở đây là toàn những món Tết những thứ bình thường mà mọi người hầu như Tết nhà ai cũng có. Đó, chỉ có vậy thôi con ạ. Nói chung là cũng chỉ là một bữa Tết lại kiểu như là ăn Tết lại để mọi người mà những người bận hay là gì đấy là đến nhà nhau là chúc Tết đầu xuân năm mới. Đó, thì lúc hôm nay là nhà mình sẽ hết Tết nha con ạ. Rồi hết mùng 10 là hết Tết rồi. Mọi người ơi, thì sau một lúc ấy thì các anh các chị đến rất đầy đủ rồi. Anh Bộ đang bận tiếp khách ở trong kia rồi nhá. Thì đây anh em vẫn đang gọi là Happy New Year. Ăn Tết lại đây gọi là to hơn Tết bình thường luôn rồi ạ. Để phong tục ở chỗ anh Bộ là như thế. Thì mỗi nơi một phong tục ấy. Thì đây anh em vẫn đang dùng ở đây, anh Bộ đang tiếp khách trong kia. Thì anh ơi, thì đầu xuân năm mới thì cũng có một cái video để quay để kỷ niệm anh ạ. Anh Bộ làm quay một cái video để kỷ niệm, để sau này anh em mình có xem lại thì cái năm này nó vui như nào hay là nó như nào ấy. Thì không hiểu là em hỏi là cảm nhận của anh em hôm nay như nào. Anh hỏi thường. Không như nào. Anh em sẽ vui rồi, anh bảo chẳng nghĩ là tiết lại anh em đến đây chúc Tết lại đi buồn. Chạy em buồn. Được, mạnh là vui. Không nhưng mà vẫn phải hỏi để anh em cảm nhận thôi. Hôm nay là vui rồi, hôm nay là vui rồi anh ạ. Vui đúng không? Hôm nay là quá vui rồi anh ạ. Đối với anh là thấy lạ. Anh ấy thấy lạ vì cho anh cũng có kiểu chúc Tết lại ấy. Nên là hơi lạ. Với lại năm nay cô về ăn Tết đâu. Cho anh chúc Tết lại em. Không có. Thì có chỉ chỗ chắc không có. Chắc là ở đấy năm là năm nay anh cũng về quê đâu. Ừ, giã Tết hay cái gì đấy. Giã Tết. Ừ, trên này là giã Tết. Đâm mùng 4 là chỗ anh phải là hóa vàng. Bên này sang bên này tí nhỉ. Đến đây. Ê, mặt đỏ ghê. Không, năm mới chào đỏ anh đỏ. Anh ơi, nhưng mà sao em? Hôm nay không say vẫn phải về anh nhá. Không say. Có tôi đi cùng. Đấy, tại có chị đi cùng là không say vẫn phải về. Anh, còn anh? Người năm mới sức khỏe. Chúc mọi người sang năm mới là mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Ui, đấy mọi người ạ. Đây mọi người, thật sự là hôm nay là rất đông vui luôn. Đây mình sẽ đi vào trong nữa nhá. Ui à. Đây bình rượu này vừa nãy đầy lắm, bây giờ còn mỗi một ít này, còn gần hơn một nửa rồi. Đây anh ơi. Hả? Anh chuẩn bị đi đón khách. Đối với đây hôm nay thực sự là chuẩn bị 40 mâm cỗ mà bây giờ mới được có hơn 3 mâm một tí. Thì chắc là đợi từ giờ trèo, bởi vì Tết nhà mình đến quá 12 giờ đêm vẫn còn Tết. Nên là thực sự là những người anh em mà đến với mình như này thuộc dạng kiểu những anh em chơi rất là thân rồi. Thì từ sáng giờ thực sự là với mình ấy, mình dậy từ rất là sớm. Khi mà mình quay video là mọi người có thể thấy ấy, đó chính là lúc 5 giờ sáng. Năm rưỡi sáng để thắp hương những thứ xong thì giờ thì về để gọi là tiếp khách như này. Thì đây là một buổi kiểu như là có lẽ là một buổi là năm đầu tiên mình dậy sớm nhất từ trước đến giờ, thì khoảng độ gần 35 giờ là toàn dậy từ 10 giờ đến 11 giờ. Nhưng mà riêng năm nay là dậy sớm 5 rưỡi để thắp hương những thứ xong rồi hôm nay lại ngồi tiếp anh em những thứ này. Thì chắc là cũng kiểu bây giờ hiện tại cũng còn đấy, nên là chắc là mình cũng phải xin phép là dừng clip thôi, bởi vì thấy tài lượng clip mình nghĩ cũng khá là dài rồi con ạ.
Thì đó, thì hôm nay mình đã quay cho mọi người thấy là một ngày mùng 10 gọi là ngày vía thần tài và ngày Tết lại ở quê mình nó như thế nào ấy. Đó, thì mình đã cho mọi người xem xong rồi, món ăn rồi, khách khứa nó như thế nào. Thực sự là mình thì là làm rất là nhỏ thôi, chỉ là những anh em thân thiết thôi, nên là thôi thì để năm sau hẹn mọi người, năm sau mình sẽ quay khi mà mình làm to hơn ấy, thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem. Còn bây giờ thì mình xin phép là chào mọi người nhá. Bye bye mọi người.